Đây là con bát 30 mà anh em mình đã comment bình luận rằng là đáng đồng tiền bát gạo anh em nhé. Với cái cấu hình của nó là không quá là gấu nhưng mà chất lượng da tiếng cực kỳ tốt anh em nhé, cực kỳ tốt. Đây là bát từ 100 ra, từ 170 mà côn là côn 76. Anh em nhìn này, cái nhện nhô cao này, đồng xương nhôm này, cho cái tiếng đánh cực kỳ tốt ở cái phân khúc. Tuy nhiên nó không phải là quá đắt anh em nhé, không phải là quá đắt. Giá cho một đôi này là 1.700.000 đồng. Bên mình sẽ bao ship toàn quốc. Anh em thấy dâu giếc bọc rất cẩn thận. Và tiếng nhá, còn cái dâu cái giếc nó phải, đôi khi bảo là cái mã nó đẹp hay mã xấu thì không nói đến, những cái tiếng con này rất là hay. Anh em rất là hay, anh em đã mua bên mình rất là nhiều cái bản này. Rất là chắc chắn, rất là hay, tiếng rất là tuyệt vời. Đây là phiên bản là Martin nhập khẩu 100% China anh em nhé, nhập khẩu 100% China. Phiên bản này mình cũng bán rất nhiều rồi, bán khoảng 2 năm nay bán rất là nhiều. Anh em mua trên tất cả các hệ thống bên mình rất là nhiều anh em nhé. Về dựng loa full hoặc là loa cây 3 đường tiếng để hát karaoke, nghe nhạc mạnh, nhạc mạnh. Phiên bản anh em nói từ đúng, nhắc lại của anh nhờ, đáng đồng tiền bát gạo anh em nhé, đáng đồng tiền bát gạo. Cái nhện nó nhô cao này em ạ, anh em thấy chất lượng này không? Giá bán cho một đôi là 1.700.000 đồng. Và bên mình vẫn bán lẻ một cái thông thường anh em nhé, bán lẻ một cái là 850.000 đồng. Anh em cần một cái vẫn bán một cái. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Chào anh em.